Dù nhiều ngôi sao toang, showbiz vẫn có 4 cái tên khiến fan yên tâm vì không bao giờ sập phòng. Triệu Lệ Dĩnh xứng đáng được gọi tên. Yên tâm, nhà các em có chị đây rồi. Vài năm gần đây, người hâm mộ Hoa ngữ liên tục phải chứng kiến cảnh sập phòng của những cái tên hạng A như Triệu Vy, Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong, Thái Tử Khôn. Đó là lý do mà công chúng luôn phải phập phồng lo sợ thần tượng cũng rơi vào cảnh tương tự. Thật ra, showbiz vẫn có không ít ngôi sao khiến fan an tâm như Triệu Lệ Dĩnh có tâm sự nghiệp quá lớn, Lưu Đức Hoa là nhân cách vàng có ơn với một nửa làng giải trí. Hồ Ca. Hồ Ca từng là cái tên được truyền thông bình chọn là một trong những ngôi sao ít anti nhất Hoa ngữ. Ngoài ngoại hình điển trai, tài diễn xuất thì tính cách của Hồ Ca cũng rất đáng để công chúng khâm phục. Anh thẳng thắn trong chuyện hẹn hò, chẳng bao giờ dùng chiêu trò bia bản thân, sống rất kín tiếng và bình dị. Bản thân Hồ Ca cũng là người rất trọng tình trọng nghĩa. Mỗi lần rảnh rỗi là anh lại biến mất để đi làm từ thiện ở vùng sâu vùng xa. Anh còn tích cực xây trường ở nông thôn nghèo dưới danh nghĩa trợ lý đã qua đời trong vụ tai nạn với mình. Với tính cách đó, bảo sao chẳng ai nỡ anti anh. Vương Bảo Cường. Có thể nói, Vương Bảo Cường là sao nam thành thật nhất Hoa ngữ hiện nay. Dù lên ngôi ảnh đế, có sự nghiệp lừng lẫy nên được hàng chục cô gái đeo bám, Vương Bảo Cường vẫn giữ được sự chân chất thật thà hệt như thổi mới vào làng giải trí. Anh trung tình với vợ con, toàn tâm toàn ý với nghiệp diễn, đối xử tử tế với nhân viên, thậm chí dù Khánh Kiệt vẫn đi vay tiền để đóng thuế. Đó là lý do sau khi bị Mã Dung phụ bạc, Vương Bảo Cường được cả showbiz bảo vệ. Các bộ phim của anh luôn nhận được sự ủng hộ của khán giả và người ta tin rằng sự thật thà của nam tài tử sẽ không bị làng giải trí làm cho biến chất. Lưu Đức Hoa. Có thể coi Lưu Đức Hoa chính là đại lưu lượng lâu đời nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Từ sau khi gia nhập làng giải trí đến nay, Lưu Đức Hoa vẫn luôn nổi tiếng vì nhân cách vàng, chưa bao giờ dính phải bất cứ lùm xùm nào. Anh cũng là cái tên đại diện cho sự khiêm tốn, chân thành và chuyên nghiệp trong công việc. Lưu Đức Hoa luôn đối xử tử tế với mọi người, giúp Trương Vệ Kiện trả nợ, chăm sóc Mai Diễm Phương và giúp đỡ Lam Khiết Anh lúc cuối đời, tích cực làm từ thiện. Bảo sao người ta nói, Lưu Đức Hoa có ơn với một nửa làng giải trí đó. Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa thành công nhất showbiz hiện nay. Con đường đến với thành công của Triệu Lệ Dĩnh vốn chẳng dễ dàng vì cô phải làm diễn viên quần chúng rất lâu mới có thể nổi tiếng. Thế nên, nữ diễn viên rất trân trọng thành công của mình, toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp. Thậm chí, cô sẵn sàng ly hôn Phùng Thiệu Phong vì mẹ chồng muốn mình giảm bớt lượng công việc để chăm lo gia đình. Nếu để ý, bạn sẽ thấy dù gia nhập làng giải trí 17 năm, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được tính cách thật thà như thổ nào. Cô không khéo đưa đẩy, cũng chẳng mặn mà với việc giao tiếp, dành toàn bộ thời gian để cải thiện bản thân. Với tính cách đó, Triệu Lệ Dĩnh khó mà sập phòng được. Đây là những ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng vì chăm chỉ và chuyên nghiệp trong công việc, dù đứng ở đỉnh cao danh vọng vẫn không bị làng giải trí nhuốm bẩn. Và đó là lý do mà khán giả vững lòng tin là họ sẽ không bao giờ sập phòng đó.